cung nữ Han đã bị giam trong tù. Sao nàng ấy có thể bí mật rời khỏi cung được chứ? Vậy thì người rời khỏi cung là cung nữ thượng cung chung. Đó chính là người làm trong ngự thiện phòng. Con đã bắt được bà ta khi bà ta rời khỏi cung. Bà ta đúng là cung nữ của ta không sai. Cho nên theo lý thì ta mới là người phạt bà ta mới phải. Cung nữ chung bây giờ đang ở đâu vậy? Chúng ta hãy thương lượng với nhau. Người định bắt ta thương lượng với người sao? Nếu như người muốn gì, cứ nói cho ta nghe là được rồi mà. Con đã nói rồi, con không cần gì hết. Điều duy nhất mà con muốn đó là thương lượng với người Thái hậu à. Người nói người tới đây để thương lượng, vậy điều kiện của người là gì đây? Hãy thả cung nữ Han ra. Nếu như Thái hậu nương nương đứng ra nói cung nữ Han không phải là hung thủ đầu độc thì nàng ấy sẽ được tự do. Hoàng thượng, hoàng thượng căng thẳng với ta chỉ vì chuyện của cung nữ thôi sao? Được rồi, ta hiểu rồi. Vậy mẫu hậu ta sẽ cố gắng giúp cho cung nữ Han được tự do. Con muốn yêu cầu người một chuyện nữa. Hoàng thượng tham lam quá rồi đó. Nếu ta từ chối yêu cầu của hoàng thượng thì sao? Người chắc chắn sẽ không từ chối đâu, vì cả hai chúng ta đều đạt được cái mà mình muốn. Đại nhân, họ đã đưa ra kết luận cuối cùng về vụ đầu độc rồi. Kết luận cuối cùng là sao vậy? Họ nói là không có ai đầu độc Thái hậu hết, nhưng mà lá độc được trộn chung với lá trà, cho nên họ đã kết luận là vô tình bị ngộ độc mà thôi. Lý Xuân chắc chắn đã tới gặp Thái hậu nương nương rồi. Gia Ân thì sao? Gia Ân, nàng ấy đã được thả ra chưa vậy? Người đừng có lo lắng quá, Gia Ân không có phạm tội gì hết, sẽ được thả ra sớm. Gia Hân à, bây giờ muội đã được tự do rồi. Muội đã được xóa bỏ tội danh đầu độc rồi, và muội không còn là cung nữ nữa. Không ai có thể ngăn cản muội rời khỏi cung này nữa rồi. Vậy nên muội hãy mau về nhà đi Gia Hân à. Về nhà cùng với ta nha. Công tử à, muội. Tiểu thư cho Su Dên. Ta phụng lệnh của hoàng thượng tới đây đưa tiểu thư đi. Ý ông như vậy là sao chứ? Kết quả tuyển chọn hoàng hậu sẽ sớm được công bố, tiểu thư phải cùng ta tới Ganyon Cheon. Vậy là kết quả tuyển chọn được công bố ở Ganyon Cheon, không phải là ở điện của Thái hậu sao? Phải, đúng là như vậy đó. Đại nhân à, đại nhân, Gia Ân sao rồi hả? Thái giám đã đưa nàng ấy tới gần Nion Cheon rồi. Ngài không nên ở đây làm gì, ngài cần phải tới đó ngay lập tức đi. Tại sao vậy mua? Nè, ngài coi đi. Sao lại? Ngay bây giờ đây, ta sẽ công bố kết quả cuộc tuyển chọn hoàng hậu. Một trong ba người được gọi tên sau đây sẽ có vinh dự được trở thành hoàng hậu nương nương, và hai người còn lại sẽ trở thành phi tần của hoàng thượng, sau này sẽ được hậu hạ chăm sóc hoàng thượng.
Buông ra, buông tôi ra. Con gái của hữu tướng đại nhân Choi Yeon-ju, con gái của thượng thư đại nhân Chu Cha-yeon. Và con gái của Tràm Bồng chính là Choi Su-yeon. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Tại sao ngài lại nổi giận với tôi chứ? Thái hậu nương nương là người quyết định ai sẽ trở thành hoàng hậu mà. Ta đã kêu ngươi phải lợi dụng chuyện của cung nữ chung để mà ép thái hậu chấp nhận điều kiện của chúng ta kia mà. Là thả ga ên ra. Thì cuối cùng thái hậu đã thả ga ên ra rồi đó. Không phải vậy sao? Hay ga ên vẫn còn ở trong tù? Ngài đừng có nổi giận với ta. Hãy đi hỏi thái hậu nương nương đi. Ta không biết chuyện gì hết. Ga ơ sẽ trở thành hoàng hậu của ngươi hay sao chứ? Ngươi nghĩ ta sẽ để cho nàng ấy hầu hạ chăm sóc ngươi hay sao? Vậy thì tại sao ngài không nói cho nàng ấy biết tất cả sự thật về ngài đi? Một khi lấy được ngai vàng, ngài sẽ phong nàng ấy làm hoàng hậu. Nhưng mà ngài lại không dám nói cho nàng ấy biết ngài mới chính là thái tử. Nói nàng ấy biết thủ lĩnh Bảo Phụ Thương thực sự ra chính là đương kim thái tử, và hãy thừa nhận với nàng ấy ngài đã giết cha của nàng ấy đi. Hiền Xuất, có chuyện gì vậy thưa hoàng thượng? Hiền Xuất, có người mới đứng ở đây phải không? Nãy giờ thần gác ở bên ngoài nhưng thần không nhìn thấy ai hết. Được rồi, ta biết rồi. Khanh đi được rồi đó. Bọn ta đang đi khắp nơi để tìm thuốc giải độc của Hoàng Túc. Sau khi tìm được ta sẽ đưa người. Còn nữa, Ga Ân, ta sẽ đưa nàng ấy đi cùng với ta. Ngài không có quyền đưa Ga Ân đi. Ta sẽ không bao giờ nhường Ga Ân cho ngươi đâu. Ta cũng vậy. Ta không nhường Ga Ân cho ngài đâu. Lý Xuân, ngài muốn lấy mặt nạ này có phải không? Ngài cứ lấy đi. Ngài muốn lấy ngai vàng đúng không? Ta cho ngài. Ta có thể cho ngài bất cứ thứ gì mà ngài muốn, nhưng mà Ga Ân thì tuyệt đối không được. Ta không thể cho ngài. Ta sẽ không bao giờ nhường Ga Ân cho ngài đâu, ngài biết chưa?